Người dân chú ý, từ 1 tháng 6, bằng lái xe bị tẩy xóa cho người khác mượn sử dụng sẽ bị thu hồi. Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi hàng loạt thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Trong đó quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe như khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định, tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe. Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm. Nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình. Đây là một trong những trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại. Cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện. Trong đó, người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ các điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe. Khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe, cuối cùng là lái xe khi bị phát hiện trong cơ thể có chất cấm thông qua việc khám sức khỏe.